Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Phúc mời các bạn cùng vào bếp làm cái món bánh bột lọc dừa với mình. Thì món này mình làm cực kỳ là đơn giản, không mất nhiều công sức như là bánh bột lọc thông thường. Làm xong cũng không cần gói mà mình cứ trực tiếp mình chấm vào nước mắm mình ăn thôi. Rất là thơm, gia vị thì vô cùng đậm đà nha các bạn. Và để biết cách làm chi tiết cho cái món bánh bột lọc dừa này thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và làm cùng mình. Và đây là nguyên liệu mình chuẩn bị cho món bánh bột lọc. Bột năng thì mình sử dụng ở đây 150 g, 300 ml nước lọc, 80 g tôm, 80 g thịt các bạn cắt hạt lựu, ít hành lá. Thì tất cả nguyên liệu mình vẫn để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Rồi để bắt đầu làm thì mình sẽ đi pha bột trước, mình cho hết bột năng vào trong tô nước. Cho vào rồi thì mình sẽ hòa tan bột ra. Sau khi bột đã được hòa tan rồi thì mình để qua một bên cho bột nghỉ khoảng 15 phút. Và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ làm nước mắm, để khi khuấy xong thì mình sẽ ăn luôn nha các bạn. Mình cho vào trong chén là một muỗng canh đường. Tiếp theo là mình cho vô 3 muỗng canh nước lọc. Một muỗng canh nước cốt chanh, cho vào rồi thì các bạn hòa tan đường ra. Đường thì cũng đã tan rồi này các bạn. Lúc này thì mình cho vào 2 muỗng canh nước mắm nha. Muốn ăn đậm hơn thì mình cho 3 muỗng. Cho vào hết rồi thì các bạn trộn đều, rồi mình băm thêm ít tỏi và ớt nữa mình cho vô. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong cái chén nước chấm này các bạn. Mình để qua một bên. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt tôm ra thành những cái khúc nhỏ. Nếu mà các bạn không làm tôm thì mình có thể làm thịt không cũng được. Tôm mình cắt xong rồi thì chuẩn bị một cái chảo nhỏ, rồi các bạn cho vào bếp dầu ăn. Dầu nóng thì mình băm nhỏ tỏi các bạn cho vào nha. Cho vào rồi thì mình phi cho vàng thơm. Và lúc này thì tỏi cũng đã vàng thơm rồi thì mình sẽ cho thịt và tôm vào. Các bạn cắt ra thành hạt lựu như vậy, khi ăn thì mình cũng không có bị ngán nữa. Cho vào hết rồi thì mình sẽ xào để cho thịt săn lại. Lúc này thịt và tôm cũng đã săn lại rồi, các bạn cho vào một ít muối, một chút xíu bột ngọt. Cho vào xong rồi thì mình sẽ đảo đều để cho cái phần gia vị này thấm nha. Khi xào thì trong thịt và tôm sẽ tiết ra một ít nước như vậy, các bạn xào cho sắc xuống là được. Như vậy thì cái miếng thịt và tôm của mình nó sẽ ngon và ngọt hơn. Tôm và thịt mình xào thì cũng đã chín rồi và nước cũng đã sắc xuống. Lúc này thì mình sẽ cho hết cái chén hành lá mình chuẩn bị lúc nãy vô. Cho vào hết thì các bạn đảo đều, nhưng mà mình sẽ không vội tắt bếp nha. Và tô bột năng nãy giờ mình để cũng đã đủ thời gian rồi, các bạn khuấy đều lên và mình cho trực tiếp vào trong cái chảo tôm thịt này luôn. Bột năng mình cho vào rồi thì các bạn hạ lửa nhỏ xuống, sau đó thì mình sẽ khuấy từ từ. Lúc trước khi làm món bánh này thì người ta chỉ khuấy bột năng thôi các bạn, không cho tôm và thịt vào. Làm như vậy mình chấm với nước mắm cay ăn cũng rất là ngon nha. Thì hôm nay mình sẽ cho thêm tôm thịt để cho cái món bánh bột lọc này được ngon hơn. Và khuấy được một hồi thì bột nó cũng đã sánh lại rồi nè, các bạn tiếp tục khuấy. Bột năng thì mình sẽ không cần cho thêm gia vị, tại vì lúc nãy khi xào thịt và tôm mình đã cho vào rồi. Và lúc này thì bột cũng đã dẻo lại hết rồi, các bạn tiếp tục khuấy. Nhìn vậy thôi chứ khuấy rất là nhẹ nhàng chứ không nặng tay quá. Mình khuấy tới khi nào mà bột trong lại hết là được. Và bánh bột lọc mình khuấy thì cũng đã chín rồi này các bạn. Lúc này thì bột rất là trong và nhìn vô cùng bắt mắt. Thì các bạn có thể lấy ra và thưởng thức luôn. Nhưng mà mình thích ăn cái bánh nó thơm hơn nên là mình sẽ để cho vàng hết cả hai mặt. Các bạn dùng cái sạn trải đều khắp cái chảo là được. Để được một lúc thì cái bề mặt ở dưới cũng đã vàng rồi các bạn. Bây giờ mình trở bề. Rất là thơm luôn nha. Cái bề ở dưới này thì mình cũng để tương tự. Và bề mặt dưới của bánh cũng đã vàng rồi các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị cho ra ngoài đĩa. Và bánh thì mình cũng đã lấy cho ra ngoài đĩa rồi các bạn. Rất là thơm.
Bây giờ thì mời mọi người cùng ăn món bánh này với mình. Khi ăn thì mình dùng đũa, các bạn lấy một ít bột. Sau đó thì mình sẽ chấm vào trong cái chén nước mắm nè. Mời mọi người cùng ăn với mình nha. Và món bánh này khi ăn vào thì bánh của mình nó có cái độ mềm dai, gia vị thì rất là vừa ăn nha các bạn. Và đặc biệt rất là thơm nữa. Mình kết hợp cùng với lại nước mắm chua ngọt thì mình ăn món bánh này không có bị ngán. Cái này thì các bạn khuấy xong thì mình ăn trực tiếp ở trong chảo luôn. Lúc còn nóng thì bánh rất là ngon nha. Và như vậy là Phúc cũng đã chia sẻ xong với các bạn cái món bánh bột lọc lừa rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.